Hello, xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với dạng toán giải toán cách lập hệ phương trình nhưng ở dạng vận tốc quãng đường và thời gian. Anh đảm bảo với các em đây sẽ là cái dạng mà chúng ta sẽ cảm thấy khó nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ phải tưởng tượng nào là xe máy, nào là ô tô. Rồi lúc thì tụi nó chuyển động cùng chiều, rồi lúc thì tụi nó lại chuyển động ngược chiều, đúng không? Rồi lúc thì tụi nó đang đi hết xăng, nghỉ ngơi một tí. Đó, rất là phức tạp như thế này. Các em đang lo lắng đúng không? Đừng lo, xem xong video này, chúng ta sẽ làm chủ cái dạng toán này. Ok, bắt đầu thôi. Rồi, thì trước khi bước vào cái dạng này, thì anh đặt bảo luôn là sẽ có rất là nhiều bạn cần ôn lại một tí về công thức của lớp 4. Công thức của lớp 4 là gì nhỉ? Quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời gian, đúng không? S sẽ là quãng đường, sẽ bằng vận tốc nhân với thời gian. Ok, ở đây em chú ý là có hai loại đơn vị chính, đó chính là km trên giờ. Km, quãng đường có km hoặc là mét. Thời gian ứng với km thì thời gian của nó sẽ là giờ. Thời gian ứng với mét thì nó sẽ là giây. Ok không? Nếu là km giờ thì vận tốc của nó sẽ là km trên giờ. Ví dụ như là anh đi vận tốc cho phép, xe máy đi vận tốc cho phép là bao nhiêu? 40 km/h, đúng không? Rồi, còn nếu là mét trên giây thì nó sẽ là mét trên giây. Đó. Ok, các em chú ý đơn vị là km/h và mét trên giây, đúng không? Nếu bài nào mà lạc lạc một tí là chúng ta phải đổi đơn vị liền. Rồi, thì khi mà chúng ta học một công thức này thì chúng ta phải tự suy được hai cái công thức còn lại, đúng không? Học một là phải hiểu được hai. Ví dụ như S bằng V nhân T thì chúng ta phải tự hiểu là V sẽ bằng gì nhỉ? Muốn tìm hai số này nhân nhau bây giờ là S thì V sẽ bằng cái số to, đúng không? Chứng tỏ S là số siêu to luôn. Thì hai số này nhân nhau mới ra cái số to mà. Thì V sẽ bằng S chia cho T, đúng không? V sẽ bằng S chia T. Vận tốc sẽ bằng quãng đường chia thời gian. Và y chang thời gian cũng thế. Thời gian thì cũng sẽ bằng quãng đường chia vận tốc. Đó, chúng ta phải thuộc lòng ba công thức này. Không như bài lăng suất hay là những cái bài toán khác thì những cái dạng vận tốc thì chúng ta phải thuộc lòng công thức thì mới làm được bài. Ok. À, cái dạng hình chữ nhật thì cũng phải thuộc công thức tính diện tích hình chữ nhật mà. Chuẩn chứ? Rồi, ok, giờ anh sẽ ví dụ cho em thử một bài để em áp dụng công thức cho nhuần nhuyễn. Ok. Ví dụ như là anh chơi siêu nhân trong dịp Tết này muốn đi phượt từ Sài Gòn lên Hà Nội. Đó. Và quãng đường từ Sài Gòn lên Hà Nội là bao nhiêu nhỉ? Quãng đường từ Sài Gòn lên Hà Nội là 1.700 km. Một quãng đường rất là dài. Và vận tốc của anh chơi siêu nhân đi bằng xe máy thì vận tốc anh đi với tốc độ là 40 km/h. Ok. Ví dụ anh cứ đi như này hoài thôi, anh không có dừng đèn đỏ, anh không cần dừng đèn đỏ. Anh cứ đi vận tốc 40 km/h. Rồi, hỏi sau bao lâu thì xe anh hư? Không. Hỏi sau bao lâu thì anh đến được Hà Nội? Ok. Rồi, vậy thì mình rất là đơn giản đúng không? Hỏi thời gian thì mình chỉ cần lấy thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Đó, rất là dễ đúng không? Bằng 1.700 chia cho 40 thì em sẽ ra được là bao nhiêu? Mượn cái máy tính đi nhỉ. Đây, để không bị mấy đứa chê non trong cách nhập toán hay là không để sai sót thì anh sẽ bấm máy phép tính này và ra là 42,5. 42,5. Thì ở đây 42,5 này đơn vị là gì nhỉ? Là giờ đúng không? Bởi vì đây là đang là km trên giờ. Thì đơn vị đây là giờ. Đó. Vậy là anh phải đi hết 42,5 giờ, nghĩa 42 tiếng rưỡi đấy. Ok, rất là đơn giản đúng không? Chắc là có lẽ ngày mai sẽ đi luôn. Rồi, và có vẻ như là quãng đường không phải là 1.700 km như là cái Google Map. Anh biết mà, coi Google Map đấy chưa bao giờ là chính xác cả. Và anh đi anh cũng cảm giác là như vậy, hình như là đường anh đi nó dài hơn đường so với dự tính và anh không biết quãng đường là bao nhiêu hết. Đó,
chắc chắn anh không rảnh để vừa đi vừa đo đường rồi. Ok, nhiệm vụ của các em là sẽ phải tính quãng đường anh đi. Ok, rất may là xe máy của anh hộp số vẫn còn nguyên, nó vẫn hiển thị vận tốc. Vận tốc lúc đi của anh là 40 km/h. Và lúc đấy anh đi từ Sài Gòn lên Hà Nội là vận tốc của anh là 40 km/h. Và bây giờ anh đi từ Hà Nội về Sài Gòn với vận tốc là bao nhiêu? Vận tốc đi này, vận tốc lúc về này. Đó, một bài toán hết sức thực tế nha. Lúc về thì anh mong ngóng về quê, không phải, mong ngóng về với bố mẹ, thấy chưa? Mong ngóng về Sài Gòn lại, mong ngóng để làm được video cho các em xem. Thế nên là anh phải tăng lên vận tốc là 50 km/h. Đúng là hảo anh. Thì thế này không bị công an bắt thì anh cũng thấy mừng. Rồi, anh cứ đi 50 km/h và không cần phải dừng để đỏ gì hết. Các em cứ nghĩ như vậy đi. Và anh còn cái đồng hồ nữa, anh đo được là thời gian lúc về thì sẽ ngắn hơn thời gian lúc đi, đúng không? Bởi vì lúc về anh đi nhanh hơn nên là anh sẽ mất ít thời gian hơn, đúng không? Thời gian lúc về sẽ ít hơn thời gian anh đi, ít hơn thời gian T là thời gian nhé, thời gian đi là 8 tiếng. Đó, anh đo được là lúc về đi nhanh hơn lúc đi, ít hơn lúc đi là 8 tiếng. Ok, nghĩa lúc đi đi mất nhiều hơn 8 tiếng rồi đó. Bởi vì lúc đi đi chậm hơn mà. Rồi, và biết cái quãng đường của anh nó không thay đổi nhá. Quãng đường anh đi đường như nào thì anh về được như thế. Kể cả đường một chiều anh cũng về được cái lối luôn. Anh bất chấp luôn. Ok, để cho các em tính được cái bài này. Rồi, nhiệm vụ của các em là phải tính được quãng đường là bao nhiêu. Đó, thấy không? Chỉ cần nâng cấp bài toán lên một xíu thôi thì nó thành một bài toán giải bằng cách lập hệ phương trình, chứ không còn là một bài toán đơn giản như tính công thức lớp 4 nữa. Được không? Và bài này chúng ta có làm được không nhỉ? Chắc chắn là phải làm được rồi, đúng không? Rồi, cùng anh làm nhá. Chúng ta sẽ tạo ra hai, sẽ tạo ra cái bảng, đúng không? V này, T này, S này. Đó, được không? Bây giờ nhá, chúng ta biết gì rồi? Biết vận tốc lúc đi và vận tốc lúc về. Ở đây sẽ có hai đại lượng là lúc đi và lúc về. Nhớ nha, em phải phân biệt được. Nếu là xe máy và ô tô thì có hai loại xe máy và ô tô. Nếu là lúc đi và lúc về thì có lúc đi và lúc về. Nếu là dự định và thực tế thì có dự định và thực tế. Đó, phải lưu ý những cái đấy, được chưa? Ở đây sẽ có lúc đi và lúc về. Lúc đi và lúc về. Tại lúc khi nào, sẽ có nhiều bạn hỏi anh là khi nào chúng ta phân biệt được, đúng không? Lỡ mà em không có khả năng đọc tiếng Việt thì sao? Thì làm sao để phân biệt được? Thì đơn giản thôi, để phân biệt rất là dễ. Bởi vì em thấy là vận tốc là 40 km/h, đúng không? Em sẽ điền 40 vào đây. Xong rồi tự nhiên ở dưới em thấy là vận tốc là 50. Thì chả lẽ em lại điền số 50 vào đây? Thì người ta lại cười cho, đúng không? À, lại có vận tốc là 40 bằng 50. Em vừa chứng minh 40 bằng 50 rồi đấy, đúng không? Thế là em hiểu là có hai đại lượng là lúc đi lúc về rồi chứ gì. Đọc đề thôi. Một là chúng ta phải sử dụng cái giác quan tiếng Việt của chúng ta. Hai là chúng ta phải sử dụng cái sự vô lý của toán học, đúng không? Làm sao để vừa 40 vừa 50 trong cùng ô được, đúng không? Nên là 50 phải ở dưới này, 50 là cho lúc về. Rồi, thời gian về ít hơn thời gian đi là 8 giờ. Thì theo em, bài này hay ở chỗ là em sẽ đặt x là thời gian hay đặt x là quãng đường. Tuy là hỏi là quãng đường ấy, đúng không? Tuy là hỏi là quãng đường đấy, nhưng mà lưu ý, nếu chúng ta đặt x là quãng đường, nó hỏi gì mình gọi đấy, đúng không? Như thầy cô vẫn dạy là nó gọi gì hỏi đấy. Và đây quãng đường lúc đi và quãng đường lúc về như này, đúng không? Nếu chúng ta gọi x và y như thế này thì thời gian thì chúng ta sẽ phải như nào? Thời gian thì sẽ phải là x chia 40, đúng không? Thời gian sẽ bằng quãng đường chia vận tốc. Đó, khi mà em điền được hai số thì cái hộp còn lại nó phải là công thức, nhớ nhá. Rồi, đây sẽ là quãng đường chia vận tốc là y trên 50. Và nếu em làm như này thì chắc chắn sẽ có phân số, đúng không? Thế nên khi làm bài ấy, em hãy thử đặt vận tốc hoặc là thời gian là x hoặc y
hạn chế là quãng đường là x của y nhá. Nhưng mà đặt x của y vẫn làm được, nhưng mà sẽ vướng ở phân số em phải quy đồng đúng không? Lại phải quy đồng thì nuôi em sẽ mệt. Anh lo cho các em thôi. Chứ thực ra anh đặt cái gì cũng được. Nhưng mà các em anh biết mà, đâu ai chỉ mấy em này đâu, đúng không? Chúng ta đặt x là thời gian, đặt y là thời gian lúc đi và x là y là thời gian lúc về. Thì lúc ấy quãng đường sẽ là gì? 40 nhân x đó. Thì lúc này chúng ta đâu cần phải giải phân số đâu. 50 nhân y đó, thấy chưa? Thế là ưu tiên đặt vận tốc và thời gian là x hoặc y nhá. Ưu tiên đặt hai cột này. Ưu tiên anh sẽ tô màu vàng hai cột ưu tiên lại cho các em, cho các em nhớ nhá. Đó. Trong trường hợp bất khả thi mới phải đặt x và y để quãng đường. Ok. Nếu mà đặt x với quãng đường thì mình sẽ phải giải phân số thì rất là cực nhá. Rồi khi mà em đặt xong cái bảng này thì giờ nó quá là đơn giản rồi đúng không? Giờ thì chúng ta lập cái hệ như sau. Lập cái hệ như sau. Vận thời gian lúc về ít hơn thời gian lúc đi. Lúc về ít hơn lúc đi, nghĩa lúc đi nhiều hơn đúng không? Nghĩa lúc đi y x nhiều hơn đi. Vậy là x nhiều hơn y là bao nhiêu? Là 8 tiếng. À 8 tiếng. Rồi. Quãng đường thì anh nói là quãng đường anh đi y chang nhau đúng không? Thường là quãng đường y chang nhau. Thế là 40x bằng 50y. Đó, 40x bằng 50y. Thì nếu mà 40x bằng 50y thì em chuyển cái 50y qua bên này thành là gì? Thành là trừ 50y đúng không? Thành là trừ 50y tương đương x trừ y bằng 8 và 40x trừ 50y bằng 0. Đó, chuyển 50y qua đây. Rồi đến đây em bấm máy, bộc đúng không? Em bấm máy ra x là nhiêu? Ra x là 40. Bấm máy ra x là 40. Và bài này là bài mẫu thôi nên là anh sẽ làm nhanh. Và y bằng 32. Đó, ok. Từ đó x bằng 40, y bằng 32. Thì em chuyển thế x là 40 vào đây thì quãng đường là bao nhiêu nhỉ? Quãng đường sẽ là bao nhiêu? Quãng đường sẽ là nhiêu nhỉ? 40 nhân 40 đúng không? Quãng đường sẽ là vận tốc 40, thời gian 40. 40 km/h nhân với 40 tiếng nó sẽ là 1600 km. Hình như là quãng đường nó ngắn hơn thì phải. Vậy là Google Maps tốt đấy chứ, đúng không? Xin lỗi vì đã chê Google Maps. Nó dẫn đường cho anh ngắn hơn hẳn 100 km. Khá là tuyệt vời. Đó. Và đây là toàn bộ quá trình để em làm một bài toán. Tất nhiên đây là cái phần cơ bản nhất rồi. Bởi vì trong lúc làm bài cái xe nó còn bị hỏng, hoặc là cái xe nó còn hết xăng nữa cơ, thì từ từ chúng ta sẽ làm tới những cái bài đó. Ok. Bài số 3. Một xe máy khởi hành từ địa điểm A đến địa điểm B, cách điểm A 160 km. À, nghĩa là một xe máy đi từ A đến B, cách điểm A là 160, cái đoạn đường AB dài 160 km. Rồi sau đó 1 giờ một ô tô, à sau đó 1 tiếng, nghĩa là ô tô này sẽ đi chấp 1 tiếng đúng không? Chấp xe máy đi trước 1 tiếng, rồi 1 tiếng sau nó mới đi, chấp ấy, chấp. Thì một ô tô sẽ đi từ B về A, nghĩa là hai xe đi ngược chiều nhau, đúng không? Hai xe gặp nhau tại điểm C, và điểm C này sẽ cách B là 72 km. Ok, gặp nhau tại C, cách điểm B là 72 km. Biết vận tốc của ô tô lớn hơn xe máy là 20 km/h, tính vận tốc mỗi xe thì nó khá là đơn giản đúng không? Thì em có thể tưởng tượng được cái đề qua cái hình anh mô tả bên này, hiểu không? Hai xe đi ngược chiều, ô tô chấp xe máy đi trước 1 tiếng, rồi gặp nhau tại điểm C, tại điểm C cách điểm B một quãng đường là 72. Có nghĩa là mình sẽ tính được cái đoạn BC này rất là dễ, đúng không? Và tính được đoạn AC cũng rất là dễ luôn. Chỉ cần lấy 160 trừ 72 thì tính được AC rồi. Và nó kêu tính vận tốc mỗi xe. Một bài rất là đơn giản đúng không? Nếu mà nó kêu tính vận tốc thì mình gọi luôn là vận tốc đi, đúng không? Chứ còn gì nữa. Đây là một cái đề thi ở tỉnh Bình Định năm 2021, nghĩa là năm vừa rồi. Và nếu em làm hoàn thành câu này thì em sẽ có được 1,5 điểm. Ok. Thế nên là mình phải làm cho đúng nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ gọi. Gọi vận tốc, bởi vì mình ưu tiên là gọi vận tốc với cả thời gian mà đúng không? Gọi vận tốc của
của ô tô là x, gọi vận tốc của ô tô là x và vận tốc của xe máy là y, của xe máy thì sẽ là y, đúng không? Ở đây vận tốc và ô tô của xe máy thì luôn lớn không, cái thì ghi lớn không là được rồi, để muốn thêm cái gì linh tinh vô dễ bị trừ điểm hơn đấy. Rồi bây giờ là sao nữa nhỉ? Kẻ cái bảng ra, đi thi em được quyền kẻ bảng luôn. Kẻ theo anh này, V này, T này, S này, đó, kẻ ra cái bảng như thế này. Ở đây sẽ có hai đại lượng là hai cái giá trị, hai cái vật là ô tô và xe máy, đúng không? Hai cái vật ô tô và xe máy em sẽ ghi một trên là xe máy này, ở dưới là ô tô đi, đó, ô tô. Em lưu ý này, không phải là cứ thấy số nào là mình ghi vào cái bảng ấy đâu. Không phải là mới vô đọc đề thấy 160 km là em điền 160 vào đây là sai bét luôn. Nhớ nhá, đừng có một điền số linh tinh vào đây. Cái bảng này em phải hiểu bản chất của cái bảng này là gì. Cái bảng này có nghĩa là sao? Có nghĩa là hàng từng cái cột này là vận tốc, cột thời gian, cột quãng đường, được không? Còn cột ngang, ví dụ như là đây là xe máy này, đó, thì tất cả những cái ô ngang này đều là của xe máy. Đây là vận tốc của xe máy, đây là thời gian của xe máy, đây là quãng đường của xe máy. Xe máy nó không thể nào đi được hết 160 km đâu, đúng không? Bởi vì tụi nó sẽ gặp nhau tại điểm C mà. Vậy là xe máy chỉ đi quãng đường là BC thôi, đúng không? Chứ cả quãng đường dài 160 km nó có đi hết đâu. Chuẩn chưa? Thế nên là chúng ta mà điền 160 km vào đây là sai luôn, được không? Xe máy gọi vận tốc của xe máy là y, vận tốc của xe máy là y, vận tốc của ô tô là x, của cột bên dưới, hàng bên dưới, tất cả những cái này đều là của ô tô, nhớ nhá, tất cả những giá trị này đều là của ô tô. Rồi bây giờ mình chưa biết thời gian là gì hết, chưa biết thời gian, nhưng mình biết quãng đường. Quãng đường này là quãng đường của xe máy. Quãng đường của xe máy là bao nhiêu? Quãng đường của xe máy chính là cái đoạn xe máy đi từ lúc xuất phát đến cái lúc mà tụi nó gặp nhau. Tụi nó gặp nhau là điểm C, đúng không? Vậy thì đó chính là quãng đường BC. Đó, phải hiểu bản chất như vậy. Quãng đường BC là 72. À không, quãng đường xe máy từ điểm A chứ, xe máy từ điểm A. Anh suýt bị lộn. Xe máy từ điểm A đến điểm C. Vậy thì quãng đường xe máy đi được là từ A đến C, đúng không? Quãng đường từ A đến C là bao nhiêu? Quãng đường từ A đến C sẽ là 160 trừ 72, đúng không? AC sẽ là 160 trừ 72. Là bao nhiêu luôn nhỉ? Bấm máy bao nhiêu luôn? 98, đúng không? À, 88 chứ. 88. Rồi. Còn quãng đường của ô tô điền là bao nhiêu? Quãng đường ô tô đi từ B đến điểm C chút gặp nhau. Quãng đường ô tô nó đi được là 72 km. Ok à? Rồi, cột cuối cùng thì mình sẽ điền cái công thức thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Thời gian sẽ bằng quãng đường chia vận tốc. Quãng đường là 88. Chia cho vận tốc là y. 88 chia y. Thời gian của ô tô sẽ là quãng đường ô tô chia cho vận tốc ô tô. 72 chia cho x. Đó, cực kỳ đơn giản như này thôi. Các em thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Và bây giờ mình mới lập hệ phương trình. Đâu, lập hệ phương trình. Mình lý luận lập hệ phương trình này. Rồi, vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 20 km/h, đúng không? Mình lý luận một tí. Vận tốc này, ô tô này lớn hơn, các em ghi chữ lớn hơn nha. Anh thì anh viết muốn nhanh thì anh ghi ký hiệu thôi. Còn các em giải, các em phải làm viết tay đàng hoàng, đúng không? Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 20 km/h. Anh mà viết tắt nên anh mới làm như này. Có nghĩa là sao?
vận tốc ô tô lớn xe máy 20 km/h, nghĩa là x lớn hơn y, đúng không? X lớn hơn y nghĩa là x trừ y bằng 20. X trừ y bằng 20. Rồi tiếp tục gì nhỉ? Ô tô chấp xe máy đi trước 1 giờ, đúng không? Ô tô chấp xe máy đi trước 1 giờ. Vậy là thời gian của ô tô sẽ như nào? Như anh nói, nếu mà hai xe mà đi ngược chiều thì thời gian của nó sẽ bằng nhau, đúng không? Nếu mà đi ngược chiều, ví dụ sau 2 giờ thì hai xe sẽ gặp nhau. Vậy là ô tô đi được 2 giờ, xe máy đi được 2 giờ thì tụi sẽ gặp nhau. Nhưng mà bây giờ ô tô lại chấp xe máy đi trước 1 giờ rồi. Rồi sau cùng một thời gian tụi nó cũng gặp nhau. Vậy thì sao? Vậy thì có phải là thời gian của xe máy nhiều hơn thời gian của ô tô là 1 tiếng không? Đúng không? Bởi vì thời gian của tụi nó đi ngược chiều vốn dĩ bằng nhau, nhưng mà xe máy lại đi nhiều hơn ô tô 1 tiếng ban đầu. Ô tô chấp xe máy đi trước 1 tiếng ban đầu mà. Đó. Vậy thời gian xe máy nhiều hơn thời gian ô tô 1 tiếng ban đầu thì có nghĩa là 88 phần x trừ đi 88 phần y. Không, em phải lý luận thôi chứ, vì xe máy đi trước ô tô 1 tiếng, ô tô 1 giờ, nên sẽ suy ra cái phương trình sau: thời gian xe máy sẽ nhiều hơn thời gian ô tô là 88 phần y trừ đi 72 phần x sẽ bằng 1 giờ. Từ 1 về 2 ta sẽ giải được hệ phương trình, đúng không? Khá đơn giản. X trừ y bằng 20 và 88 phần, giờ anh đổi 7 trừ 72 phần x trước nhá, cho nó dễ, cộng 88 phần y. Ok không? Trừ 72 phần x này, anh đáp qua đằng trước bằng 1. Rồi, cái hệ này thì có vẻ như là chúng ta không thể nào bấm máy rồi, bởi vì đây là x, còn ở dưới là phần x, đúng không? Vậy thì cái hệ này chúng ta phải sao? Làm bằng phương pháp gì nhỉ? Phương pháp thế. Nó thuộc phải thế rồi. Tương đương x trừ y bằng 20 thì x sẽ bằng 20 cộng y, đúng không? X sẽ bằng 20 cộng y. Rồi ở dưới này sẽ là trừ 72 phần gì? X sẽ bằng 20 cộng y, em đừng ghi là phần x nữa mà ghi là 20 cộng y. Đó. Rồi cộng mới 88 phần y bằng 1. Ok. Đến đây chúng ta phải quy đồng rồi. Hết sức là vất vả, đúng không? Đấy là đề thi tuyển sinh đấy. Thường đi thi tuyển sinh hay cho những cái bài vận tốc như thế này đó, nên là các em phải lưu ý nhé. Quy đồng nhân chéo thôi chứ không có gì cả. Ở đây là số thì số này sẽ phải là hai cái mẫu nhân nhau đá lên cái số này, nhân chéo nhé. Trừ 72y này, trừ 72y. Rồi, trừ 72y này, 88 nhân cho 20 cộng y, cộng cho 88 nhân cho 20 cộng y. Đó, nhớ phải có ngoặc ở đây nhé, đang các cộng rồi. Phần mẫu số chung là 20 cộng y nhân y, đúng không? 20 cộng y rồi nhân y bằng 1. Đó, giờ mình tiếp tục đá cái mẫu này lên trên đây để giải phương trình. Phương trình chỉ có mỗi y thôi nên là cũng đơn giản chứ không có khó gì cả. Anh sẽ bôi đi cái phần bên trên nhá. Đấy, chúng ta học ghi chép lại đàng hoàng vào, đúng không? Ghi chép lại và không mất gốc bây giờ. Anh bôi đi thì em vẫn phải nhớ, đúng không? Rồi, và nhân chéo lên này, trừ 72y này. Đó, ở đây nhân ra này, 88 nhân 20 là nhiêu? Để anh lấy cái máy tính. Thì không mấy đứa lại chê anh non mất. 88 nhân 20. Sao người ta lại cho số to thế nhỉ? Bằng 1760.
Rồi 88 nhân y là cộng 88 y. Ở đây anh đá lên trên đây, được chưa? Đá cái lên đây thì sẽ bằng 20 cộng y, 20 cộng y nhân y. Đó, đá cái mẫu này lên trên này. Thì việc đá cái mẫu trên đấy nó rất đơn giản thôi, em tưởng tượng như thế này này. Ví dụ như là x chia 2 bằng 3 này thì x bằng mấy? X sẽ bằng 3 nhân 2 bằng 6. Được không? 2 đá đến đây. X sẽ bằng 6. 6 chia 2 bằng 3. Đó, đơn giản vậy thôi. Các em đừng có nghĩ gì quá cao siêu. Không có cao siêu gì cả trong cái phép tính này. Ở đây 20 cộng y nhân y thì anh nhân vô luôn đi nhỉ? Nhân vô luôn cho tiết kiệm. 20 nhân y là 20y. Rồi, y nhân y là y bình. Rồi, nghĩa là 20y cộng với y bình. Đó, nhân vô luôn đi. Rồi, giờ là giải phương trình bậc 2, khá là cơ bản. Tương đương hết. Chuyển hết qua bên vế phải nhé, chuyển hết qua vế phải này. Hay là chuyển qua vế trái. Thôi chuyển qua vế trái đi, đúng không? Cộng y bình, ghi mũ cao nhất trước. Cộng y bình thì còn trừ y bình. Rồi, 20y thì thành trừ 20y. Trừ 72y. Cộng 88y. Rồi, cộng 1760. Bằng 0. Đó, chuyển hết qua. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ rút gọn ba số này cho nhau này. Trừ 20 cái kẹo, trừ 72 cái kẹo, cộng 88 cái kẹo. Thì nó sẽ ra bao nhiêu? Trừ y bình này. Trừ 20 trừ 72 cộng 88, trừ 20 trừ 72 cộng 88. Trừ 4, đúng không? Trừ 4y. Cộng 1760. Đến đây là chúng ta được bấm máy rồi đấy. Nhưng mà nếu mà khi học cái công thức nghiệm ấy thì chúng ta phải không được bấm đó, chúng ta phải dùng công thức nghiệm. Mà bây giờ các em chưa học thì anh sẽ bấm máy nha. Vào môn 53 đấy. Chúng ta sẽ ra y là bằng 40 và y là bằng âm 44, đúng không? Y sẽ bằng 40 và y sẽ bằng âm 44. Ok. Nhớ số đầu tiên là âm 1, số thứ hai là -4 và số thứ ba là 1760. Cái này mình sẽ nhận y là 40, còn cái này âm là số âm mà mình sẽ loại. Không thể nào mà có vận tốc gọi là số âm được, đúng không? Nó hỏi gì nào? Nó hỏi là tính vận tốc mỗi xe. Đây là mình tính được vận tốc của ô tô rồi, đúng không? X là vận tốc của gì? À, x, y là vận tốc của xe máy rồi, đúng không? Y là vận tốc xe máy, xuyên x là nhiêu? Xuyên x là bao nhiêu? X trừ y bằng 20. Thì có nghĩa là x sẽ là 60, đúng không? 60 trừ 40 ra 20 được. X sẽ 60 thôi. Rồi, kết luận vậy vận tốc ô tô là nhiêu? Vận tốc ô tô là 60 km/h. Còn vận tốc xe máy sẽ là 40 km/h. Rồi, các em thấy có khó khăn gì không? Có thấy là bài này nó quá là cao siêu hay là gì không? Cũng rất là đơn giản đúng không? Đó là toàn bộ những cái bài về vận tốc. Bởi vì nó sẽ liên quan một chút đến công thức nghiệm, nên là thường thì đi thi tầm đi thi cuối kỳ 2 hoặc là tầm đi thi tuyển sinh thì nó mới hay vào. Còn đi thi giữa kỳ 2 nó khá là hiếm gặp những dạng này, bởi vì nó liên quan đến công thức nghiệm. Nếu mà em học công thức nghiệm rồi thì nó sẽ vào những cái dạng như này thôi. Ok. Sau khi anh làm xong cái bài vừa rồi thì chắc chắn là sẽ có bạn than là ôi dồi ôi, cái gì hệ gì mà khó thế, ước gì cái hệ nó dễ hơn thì phải tốt hơn không, đúng không? Hệ khó này em không làm được. Ok, thì bây giờ anh sẽ chỉ em cách để biến một cái hệ thành một cái giải toán một cách lập phương trình. Ok, thì đơn giản thôi, em cũng gọi vận tốc này, v này, t này, s này. Đó, giờ anh sẽ giải trong cách lập phương trình cho em xem. Ở đây sẽ có là xe máy và ô tô. Ví dụ anh cũng nháp, anh cũng gọi như vừa nãy. Gọi vận tốc của xe máy là y, đúng không? Còn vận tốc của ô tô là x. Vận tốc của ô tô là x. Nãy anh gọi như này, đúng không?
Thì bây giờ nhé, em xem này, vận tốc của xe máy em gọi là y này, vận tốc của tôi gọi x này. Nhưng mà ở đây em thấy là gì nào? Ở đây em thấy là vận tốc của xe máy, à vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 20 km/h, đúng không? Vận tốc ô tô lớn hơn xe máy là 20 km/h thì có nghĩa là x trừ y bằng 20. Vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 20, x trừ y bằng 20. Nhưng mà thay vì em làm như vậy thì bây giờ em có thể rút gọn một bước. Ví dụ như là em tưởng tượng như là trong đầu này, ví dụ như là anh có 10 cái kẹo, ok, và anh hơn em 2 cái kẹo thì em sẽ có 8 cái kẹo. Có nghĩa là anh hơn em 2 cái, đúng không? 10 trừ 8 bằng 2, anh hơn em 2 cái kẹo. Giờ anh có x cái kẹo, anh hơn em 2 cái kẹo thì em sẽ có bao nhiêu? Em sẽ có x trừ 2 cái kẹo, đúng không? Chỉ cần lấy số kẹo của anh trừ 2 thì sẽ ra số kẹo của em. Bài này cũng thế, nếu mà chúng ta muốn rút gọn thì chỉ cần đơn giản thay cái vận tốc xe máy này không còn phải là y nữa, mà nó sẽ là gì? Mà nó sẽ là x trừ đi 2. Vậy là xong rồi. Vận tốc 20 chứ, 20. Vận tốc của ô tô là x và vận tốc của xe máy sẽ là x trừ 20. Nghĩa là tôi cứ tính ra vận tốc của ô tô rồi tôi trừ đi 20 thì chắc chắn sẽ ra vận tốc của xe máy. Và đây đừng có ghi là y nữa mà hãy ghi là x trừ 20. Đó thì lúc đó sẽ rất là đơn giản, đúng không? Xe máy đi được bao nhiêu nhỉ? Hai xe gặp nhau tại điểm C, cách nhau 72 km. Xe máy đi từ A, ok, vậy thì ô tô đi từ B, đoạn đường BC là 72. Nãy anh mới tính mà anh quên mất tiêu rồi. Đoạn đường đây sẽ là nhiêu nhỉ? 88, đúng không? Nãy mới tính là 88. Đó, thì đây thời gian sẽ là 72 chia x à. Còn thời gian ở đây sẽ là 88 chia cho x trừ 20. Ok. Và thời gian của xe máy nhiều hơn thời gian ô tô là 1 tiếng. Nên mình sẽ có phương trình là 88 phần x trừ 20 trừ đi thời gian ô tô là 72 phần x bằng 1 tiếng. Đó, em chỉ cần giải cái này thôi là em xong bài toán rồi, đúng không? Và em phải thấy là nếu mà chúng ta giải toán một cách lập phương trình trong cái dạng này thì nó sẽ cực kỳ là nhanh. Nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với lập hệ phương trình. Bởi vì hệ phương trình chúng ta phải mất thêm một bước, đó là bước thế nữa, đúng không? Nhưng mà khi mình lập một phương trình thì mình đã dùng cái phương pháp thế trong đầu, mình đã suy luận được ngay từ nó từ đầu rồi. Ok, thì đến đây mình giải như bài vừa nãy thôi, rất là dễ. Ok, rồi chúng ta sẽ thử làm một cái đề thi Hải Phòng, làm một cái đề thi ở Hải Phòng năm 2021, được không? Rất là đơn giản, đúng không? Lúc 9 giờ sáng, một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc không đổi trên cả quãng đường là 55 km/h. Sau khi, ok, từ A đến B này, ô tô này, lúc 9 giờ sáng, một ô tô khởi hành từ A đến B, vận tốc không đổi, không cần dừng đèn đỏ luôn, đi suốt từ 55 km/h, đi hoài, rồi ô tô này đi được 20 phút, sau khi đi được 20 phút là đi được tới đoạn này luôn rồi. Thì cũng trên một quãng đường đấy, cũng là quãng đường AB, một ô tô khác đi từ B về A đi ngược chiều, nha, với vận tốc không đổi trên quãng đường là 45, vậy là ô tô đi từ B về A đi chậm hơn. Rồi hai ô tô gặp nhau lúc mấy giờ? Nó hỏi gặp nhau lúc mấy giờ? Biết cả quãng đường AB dài 135 km. Rồi, một bài khá là dễ, khá là cơ bản. Và khi mà tụi nó hỏi gặp nhau lúc mấy giờ và nó nói cho sẵn ô tô là đầu tiên là đi 55 km/h rồi, cho sẵn ô tô thứ hai là đi với 45 km/h, thì mình sẽ gọi thời gian, đúng không? Gọi thời gian không phải là gọi ý lúc gặp nhau lúc mấy giờ, mà gọi thời gian ở đây là gọi thời gian ô tô đi được bao nhiêu lâu, thời gian ô tô một đi được và thời gian ô thứ hai đi được, nhớ nhá. Gọi thời gian
em phải phân biệt được khái niệm tiếng Việt giữa thời gian và thời điểm. Thời gian nghĩa là em đi trong 2 giờ, nghe em đi được 2 tiếng rồi. Còn thời điểm là gì? Thời điểm là từ 9 giờ đến 11 giờ. Thời điểm là 9 giờ, thời điểm là 11 giờ. Còn thời gian thì em sẽ đi trong 2 giờ. Ok. Gọi thời gian phân biệt được không? Ô tô. Thứ nhất, ô tô đi từ A, ô tô từ A đi được. Đi tới chỗ gặp nhau cũng được, hoặc đi được. Em nghĩ chữ đi được thôi chắc cũng được. Rồi, để rồi, để không? Đi được là is. Rồi, thời gian ô tô đi từ B đi được là y. Đi từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau ấy, thời gian ô tô đi từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau. Rồi, mình sẽ kể cho anh cái bảng như sau. Ở đây là vận tốc. Ở đây, thôi V thôi, V thôi, V, T, S. Dài dòng quá, đúng không? Đây là ô tô A, ô tô A. Ở đây này sẽ gọi là ô tô B. Hai vật, đúng không? Ở đây có hai vật là ô tô từ A đến B và ô tô đi từ B về A. Rồi, em phải phân biệt nha. V là gì? V là vận tốc, T là thời gian và S là quãng đường. Được không? Và tất cả cái cột ở đây, tất cả cái hàm ở đây chứ, là vận tốc của ô tô A, thời gian của ô tô A, quãng đường của ô tô A. Rồi, vận tốc ô tô A là nhiêu? Là 55 km/h. 55. Thời gian của ô tô A là x, mình vừa gọi. Quãng đường của ô tô A, quãng đường mà ông nào cứ thấy số gì đây, số 135, thấy quãng đường AB là 135, kêu ông quốc luôn số 135 vào đây, nó chết được không chứ? Ô tô A nó có đi được 135 không? Không. Ô tô A nó chỉ đi được một đoạn từ lúc điểm A đến cái chỗ tụi gặp nhau, đúng không? Đi đến cái chỗ tụi gặp nhau. Vậy nó chỉ đi đoạn một đoạn quãng đường này thôi, đúng không? Nó chỉ đi một đoạn trên quãng đường này thôi, chứ không hề đi hết quãng đường AB. Vậy thì ở đây không thể nào là số 135 được. Khi mà chúng ta đã có hai cột, điền được hai cột, thì cột cuối cùng em phải dùng công thức. Công thức quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân với thời gian. Ở đây là 55 nhân x, 55 nhân với x. Ok, rất là đơn giản đúng không? Vận tốc ô tô thứ hai là y. Thời gian ô tô thứ hai đi được cũng là y. Và quãng đường của nó sẽ là vận tốc ô tô B đi được là nhiêu nhỉ? Là 45. Suýt chết. Rồi, quãng đường nó sẽ là 45 nhân y quãng đường. Ok. Rồi, em có hiểu 55 nhân x là chỗ nào không? Và 55 nhân y là quãng đường như nào không? Em có tự giờ được không? Vẽ lại này. Đấy, ô tô từ A, ô tô từ B. Ô tô này đi vận tốc 55 km/h, đi trong thời gian x thì đến đây. Ô tô này đi với vận tốc là 45 km/h, đi trong thời gian y thì tới đây, tới chỗ gặp nhau. Được không? Khi tới chỗ gặp nhau thì sao? Thì tụi gặp nhau thì cái quãng đường này là quãng đường ô tô thứ nhất đi được, đúng không? Quãng đường này sẽ là quãng đường của ô tô thứ hai đi được. Vậy thì tổng quãng đường của tụi nó sẽ là sao? Hai quãng đường này cộng nhau sẽ ra gì? Có phải là sẽ ra toàn bộ quãng đường AB không? Đó, tổng quãng đường này sẽ là quãng đường AB. Nhớ nhá. Bởi vì 55 nhân x thì mới chỉ là được một phần quãng đường. 45 nhân y thì nó sẽ là một phần quãng đường. Khi đó cộng hai quãng đường này lại, chúng ta mới ra cả quãng đường AB. Rồi, một cái phương trình thứ nhất ở đây. Quãng đường AB, ở đây lý luận này. Quãng đường AB dài nhiêu? Dài 135 km. Rồi, em suy ra 55x cộng với cả 45y
bằng 135 km. Rất là ok. Tiếp tục này, thời gian, đúng rồi, giờ đến yếu tố thời gian. Thì như anh nói, nếu mà hai xe đi ngược chiều nhau thì thời gian nó sẽ bằng nhau, đúng không? Ví dụ như là ô tô A đi được 2 tiếng, ô tô B đi được 2 tiếng, tụi nó sẽ gặp nhau ở điểm giữa quãng đường. Ok, thì cả hai xe đều đi được 2 tiếng. Nhưng ở đây ô tô B lại chấp ô tô A đi trước 30 phút. Đúng không? Chấp đi trước 30 phút, đúng không? À 20 phút. Chấp đi trước 20 phút. Thì em nhớ đổi ở đây thiếu đơn vị này. À thiếu đơn vị luôn. Thời gian là giờ nhé. Đơn vị với cả thế này là cái gì? Điều kiện. Rồi đổi 20 phút ra thành là 1/3 giờ. Ok, đổi 20 phút ra thành 1/3 giờ. Ô tô B chấp ô tô A đi trước 1/3 giờ. Rồi tụi nó mới cùng đi gặp nhau. Vậy thì chứng tỏ là thời gian đi nó không có bằng nhau, đúng không? Thời gian đi ngược chiều đáng lẽ nó bằng nhau, nhưng mà thằng này nó đi chấp đi trước 1/3 giờ. Vậy là thằng đi từ A ban đầu nó sẽ nhiều hơn 1/3 giờ. Đó, có hiểu được không? Thời gian đi bằng nhau, nhưng mà thằng này ăn gian đi trước. Thực ra không phải nó ăn gian đâu, mà là ô tô B chấp đi trước chứ. Khi chấp đi trước, vậy thì thằng này sẽ đi nhiều hơn 1/3 giờ. Vậy thì thời gian y trừ x sẽ là 1/3. X trừ y chứ, x nhớ đi. Được không? Vì ô tô A đi trước ô tô B 20 phút bằng 1/3 giờ đấy, lộn được. Nên em suy ra x trừ y sẽ bằng 1/3. Rồi, đây sẽ là 1 và đây sẽ là 2. Đến đây từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Hệ phương trình là 55x cộng 45y bằng 135. Ở dưới là x trừ y bằng 1/3. Đến đây chúng ta sẽ bấm máy luôn cho nhanh. Các em thích cộng đại số thì các em cộng, chứ anh là anh lười nên anh sẽ bấm máy. Ok, chúng ta trong lúc học cũng thế, học thì bấm máy nhưng mà đến lúc đi thi chúng ta lại giảng. Đó, rất là cơ bản vậy thôi. X sẽ là 3/2, x sẽ bằng 3/2 và y sẽ bằng 7/6. Rồi, đơn vị ở đây là giờ, đơn vị ở đây là giờ. Mà nó hỏi gì nhỉ? Chưa hết, đúng không? Nó chưa hết. Nó hỏi là hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ? Vậy thì em phải đổi này ra phút để em tính. Biết xe thứ nhất đi lúc 9 giờ sáng, đúng không? Đi lúc 9 giờ sáng. Thì ví dụ anh xét cái xe thứ nhất thôi. Chỉ xét một xe thôi được rồi. Xe thứ nhất đi lúc 9 giờ sáng mà đi 1,5 giờ thì gặp nhau. Vậy thì 1,5 giờ 3/2, 3/2 muốn đổi ra phút thì em chỉ cần lấy 3/2 giờ thì sẽ bằng là nhân 60 đây, đúng không? Nhân 60 đây thì sẽ là 90 phút. Được xem nào. Đấy, anh quá đẳng cấp. 90 phút anh nhập phát ra luôn. Thực ra nó là 1 tiếng 30 phút thì là 90 phút thôi. Rồi, đi từ 9 giờ mà đi thêm 90 phút nữa. Vậy thì sẽ khi nào gặp nhau? 10 giờ 30 phút, đúng không? 9 giờ cộng 1,5 giờ nữa là 10 giờ rưỡi, 10 giờ 30 phút đấy. Vậy, suy ra. Vậy, và cái đoạn đây luôn. Vậy, hai xe gặp nhau lúc, hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Thực ra chẳng cần phải đổi, giờ ra là gì nhỉ? 9 giờ cộng với cả 3/2 giờ bằng 10,5 giờ, tức là 10 giờ 30 phút, đúng không? Tức là 10 giờ 30 phút. Thôi cộng với 90 phút, lỡ chúng ta đã đổi rồi thì chúng ta cộng với 90 phút luôn đi, sẽ bằng 10 giờ 30 phút. 10 giờ 30 phút xong. Ok,
Thì các em phải thấy đây là một cái đề thi của Hải Phòng đấy. Các em làm xong cái đề này là các em làm xong cái bài này chúng ta đã có một điểm đến một điểm rưỡi rồi. Đó, khá là dễ, đúng không? Nhớ vận tốc của ô tô A, thời gian của ô tô A và quãng đường của ô tô A. Khó, bài cái này khó ở đâu? Khó là cho chúng ta phải tưởng tượng được là quãng đường của hai cái cộng lại thì sẽ ra cả quãng đường AB. Và khó đâu nữa? Khó là chúng ta không biết là khi mà hai xe đi ngược chiều nhau thì thời gian nó sẽ bằng nhau. Nên là khi mình chấp xe đi trước thì thời gian của xe đi trước sẽ nhiều hơn thời gian của xe đi sau, đúng không? Ví dụ như là anh và em cùng ăn chiếc bánh trong 2 tiếng. Bây giờ anh chấp em ăn trước 30 phút. Vậy thì tức là em ăn bánh, em có thời gian em ăn bánh nhiều hơn thời gian của anh là 30 phút. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ bước sang cái dạng toán chuyển động cùng chiều. Thì cái dạng này các em sẽ gặp rất là dễ thôi. Thấy rất là đơn giản bởi vì chuyển động cùng chiều chúng ta sẽ rất dễ tưởng tượng. Ví dụ một bài của tỉnh Bình Phước năm 2021 như năm vừa rồi thì tuyển sinh vừa nhá. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau cách B là 120 km, nghĩa là quãng đường AB dài 120 km. Ok, vận tốc ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất là 10 km/h. Nghĩa ô tô thứ hai đi nhanh hơn ô tô thứ nhất. Ok, nên ô tô thứ hai sẽ đến trước ô tô thứ nhất là 24 phút. Một điều hết sức là bình thường, đúng không? Rồi tính vận tốc của mỗi ô tô. Rồi, rất là dễ. Chúng ta rất là dễ hình dung bài toán trong đầu. Và nó cũng kêu là tính vận tốc của mỗi ô tô thì mình cũng gọi vận tốc của mỗi ô tô thôi, đúng không? Gọi vận tốc của ô tô 1 là x, và vận tốc của ô tô 2 là y. Ở đây vận tốc là x, y phải lớn hơn không ạ? Và nhớ đơn vị của nó là, ở đây đang là gì nhỉ? Km/h, đúng không? X, y đơn vị là km/h. Ok, gì nữa đây? Bây giờ anh sẽ kể cho em cái bảng và em phải kẻ theo cái bảng vào để cho làm bài cho dễ nhá. V này, T này, S này, lúc nào cũng là VTS, vận tốc, thời gian và quãng đường. Ở đây mình sẽ có hai vật là ô tô thứ nhất và ô tô thứ hai, đúng không? Ô tô 1 và ô tô 2. Ok, ô tô 1 vận tốc mình gọi nó là x, ô tô 2 vận tốc của nó là y. Thời gian đi nó cho không nhỉ? Thời gian đi chỉ cho là vận tốc lớn hơn, đúng không? Thời gian này đi sớm hơn. Rồi chưa cho thời gian. Thế quãng đường, theo em trong những bài chuyển động cùng chiều thì quãng đường sẽ như nào? Quãng đường nó sẽ bằng nhau, đúng không? Cả hai xe sẽ đều đi hết quãng đường, nhưng mà khác nhau là xe này tới trước và xe này tới sau. Đó, chỉ như vậy thôi. Vậy thì quãng đường đều bằng nhau và quãng đường đều là 120 km. Ô tô thứ nhất đi hết 120 km, ô tô thứ hai cũng đi hết 100 km quãng đường ô tô thứ hai. Rồi, cột còn lại sẽ là cột công thức quãng thời gian sẽ bằng quãng đường chia vận tốc, 120 chia x. Cái này sẽ là 120 chia y. Rất là dễ, đúng không? Em hoàn thành xong bảng thì bài toán trở nên rất là cực kỳ đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta lập hệ phương trình thôi. Vận tốc ô thứ hai lớn hơn vận tốc ô thứ nhất là 10, có nghĩa là xe 2 đi nhanh hơn xe 1 là 10, có nghĩa là y trừ x bằng 10, đúng không? Đoạn này vận tốc xe 2 ô tô 2 lớn hơn ô tô 1 là 10 km/h, nên em sẽ suy ra được là vận tốc là y, ô tô 2 là y, vận tốc ô tô 1 là x, suy ra y trừ x bằng 10.
gì nữa nào? Ô tô thứ nào đến trước nhỉ? Ô tô thứ hai đến trước. Ô tô thứ hai đến trước thì có nghĩa là sao? Ô tô thứ hai đến trước nghĩa là cái thời gian đi của nó ngắn, đến trước thì thời gian đi nó ngắn hơn, đúng không? Thời gian của nó sẽ ngắn hơn. Còn ô tô thứ nhất đến sau. Đến sau nghĩa là nó sẽ đi một khoảng thời gian dài hơn, nó đi lâu hơn, đi lâu hơn. Vậy nghĩa là cái trên này ô tô nhất đi lâu hơn, đi nhiều hơn, nhiều hơn. 120 phần x trừ đi 120 phần y, nhiều hơn bao nhiêu? Nhiều hơn 24 phút, đúng không? Ô tô thứ hai đến trước, đến trước 24 phút. Đây là suy ra thời gian thứ nhất nhiều hơn thời gian thứ hai 120 phần x trừ đi 120 phần y. Đó, cái khó của cái bài này là em phải biết được là thời gian cái nào nhiều hơn cái nào. Khi mà người ta nói là thời gian ô tô thứ nhất, khi người ta nói là ô tô thứ nhất đến trước thì có nghĩa là thời gian của nó ít hơn. Ô tô thứ hai mà đến trước thì thời gian của nó ít hơn. Ô tô nhất mà đến trước, cái nào đến trước thì cái nó ít hơn. Đó, cái nào đến sau thì cái đấy phải đi nhiều hơn, lâu hơn, đi lâu hơn. Rồi, bằng 24 phút. Nhớ 24 phút là đổi ra thành bao nhiêu giờ này? 24 phút là bao nhiêu giờ? Chỉ cần lấy 24 chia 60 thôi, đúng không? 24 chia 60 là bằng 2/5 giờ. Thì giờ anh cứ để là 24 chia 60 nhé. Để đơn vị là cho ra giờ đấy. Rồi, khi mà chúng ta đã có hai cái phương trình, chúng ta dễ dàng lập ra cái hệ, hệ cho em nó là y trừ x bằng 10, đúng không? Nhưng mà y trừ x bằng 10 giải rất là mệt, nên là anh đổi trừ x cộng y. Anh đổi lại x trước y sau nhé. Trừ x cộng y bằng 10 gì nữa nào? 120 phần x trừ đi 120 phần y bằng 24/60. Rồi, cái này chúng ta lại phải giải vất vả rồi đây. Bởi vì chúng ta không thể nào cộng được, không thể nào thế được, không thể nào cộng lại số được, nên chúng ta phải thế. Thế thì lại như cái bài vừa nãy đó. Chính ra cái dạng này chúng ta lập giải toán cách lập phương trình thôi, nó sẽ đơn giản hơn, đúng không? Còn lập hệ thì chúng ta phải thêm bước thế nữa. Không sao, không sao, đúng không? Đến đây thì y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng 10 cộng x, đúng không? Chuyển x trừ x vào hình cộng x đi. Y sẽ bằng 10 cộng x. Rồi, ở đây ở dưới sao? 120 phần x à? Trừ đi 120 phần y. Nhưng mà đừng ghi là 120 phần y nữa, mà đây mình đã thành y thành 10 cộng x rồi, thì nó sẽ thành là 120 phần 10 cộng x. 10 cộng x rồi sẽ bằng nhiêu? 24 phần 60 là bằng 2/5. Rồi, đến đây mình sẽ giải mỗi cùng này thôi. Đó, mình giải cùng này thôi, giải cùng này thì em phải quy đồng như cái bài đầu tiên, đúng không? Phải quy đồng những cái bài trên vừa nãy. Thì để có chỗ quy đồng thì anh sẽ xin phép xóa đi nhá. Đó, ok. Suy luận nói chung là những cái bài mà đi cùng chiều nó khá là đơn giản, đúng không? Thì chúng ta suy luận nó khá đơn giản thôi. Ở đây quy đồng thì nhân chéo thôi, 120 nhân với 10 cộng x, đúng không? Nhân chéo này, 120 nhân cho 10 cộng x, nhân chéo này trừ 120 nhân x. Rồi, mẫu số chung là x nhân 10 cộng x, đúng không? X nhân cho 10 cộng x. Đó, mẫu số chung. Rồi, bằng 2/5. Rồi, tiếp tục. Đây là anh giải cái sao nha. Cái sao anh đặt cái này là cái sao. Rồi cái sao tương đương. Đấy, anh giải một cái phương trình sao này thôi. Các em chú ý cách trình bày. Tiếp tục nhân chéo, tiếp tục nhân chéo. Nhưng mà anh sẽ nhân cái này ra trước. 120 nhân 10 là 1200. Rồi, 120 nhân x là 120x trừ 120x. Vậy là hết à? Phần cái này là x nhân 10 là
10x cộng x nhân x là x bình, đúng không? Nhân vô bằng 2/5. Cái này mất này, chỉ tiêu này. Đến đây em nhân chéo, 1200 nhân 5 là nhiêu? 1200 nhân 5 là 7000 thì phải. 1200 nhân 5 à 6000. Chết. Sẽ bằng nhân chéo 20 nhân 2 là 20. 20x. X bình nhân 2 là 2x bình. Ok. Dễ dàng chuyển cái 6000 qua bên này thì sẽ là, hoặc là em chuyển hết cái vế phải qua vế trái luôn đi. 2x bình chuyển qua đây thành trừ 2x bình. 20x chuyển qua đây thành trừ 20x. Rồi cộng với 6000 giữ nguyên. Ok bằng 0. Rồi đến đây chúng ta chưa học công thức nghiệm thì anh sẽ bấm máy 153 hoặc là máy xịn thì shift 922. Còn máy này sẽ là 15 số 1. Số đầu tiên là trừ 2. Số thứ hai là trừ 20. Số cuối là 6000. 1x bằng 50. Đó. Và x cái quả thứ hai là âm 60. Đây mình loại. Mình nhận cái quả dương là x bằng 50 thôi. Khi ra x bằng 50 thì y bằng mấy? X bằng 50 thì y sẽ bằng 60, đúng không? Y sẽ bằng 60. Y sẽ bằng 60. Y trừ x bằng 10 mà. Y trừ x bằng 10, x bằng 50 thì y sẽ 60. Đó, vậy là nó hỏi gì? Nó hỏi là tìm vận tốc mỗi ô tô, đúng không? Vậy kết luận, vậy vận tốc ô tô nhất là 50 km/h. Vận tốc ô tô thứ hai là 60 km/h. Rất là dễ. Ok. Và những cái bài cùng chiều ấy nó cực kỳ đơn giản vậy thôi. Nó đơn giản cùng cái là khi các em di chuyển cùng chiều ấy thì quãng đường nó sẽ bằng nhau. Và nếu mà xe nào đi nhanh hơn thì xe đó sẽ tới đích sớm hơn. Thời gian nó đi sẽ ngắn hơn. Xe nào đi chậm hơn nó sẽ tới đích muộn hơn. Thời gian nó đi được sẽ dài hơn. Ok, chú ý cái đấy là được. Ok, thì như cái bài vừa nãy thì lại là mỗi bài mà giải hệ phương trình rất là khó khăn, đúng không? Mấy cháu lại than là ui dồi ôi anh ơi cái hệ khó thế. Được rồi, nếu mà mấy cháu lười thì nhiệm vụ của các em đó chính là khi mà xem xong anh giải thì hãy tự giải theo kiểu lập, giải một cách lập phương trình thôi. Đó, như cái bài vừa nãy thì thay vì VTS, thay vì chúng ta là ô tô 1, ô tô 2. Đó, thay vì gọi ô tô 1 là x, ô tô 2 là y thì khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. X và y nó liên hệ gì với nhau? Ở đây em thấy là nếu mà gọi ô tô 1 là x thì ô tô 2 vận tốc nó sẽ như nào nhỉ? Đâu rồi? Vận tốc của ô tô thứ 2 sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Nhiều hơn 20 km/h, đúng không? Rồi. Hơn 10 km/h, đúng không? Vận tốc ô tô thứ hai sẽ hơn vận tốc ô tô nhất là 10 km/h. Vậy thì ở đây sẽ là x cộng 10. Đó, nhiều hơn 10 km sẽ x cộng 10. Quãng đường thì đều là 120. Quãng đường là 120. Ở đây sẽ là thời gian, sẽ là quãng đường chia thời gian. Quãng đường chia thời gian. Rồi, thì mình sẽ có công thức là thời gian của ô tô thứ nhất nó sẽ nhiều hơn thời gian của ô tô thứ hai. Có nghĩa là 120 phần x trừ đi 120 phần x cộng 10 thì sẽ bằng 24 phút, đúng nghĩa là 24 phần 60. Đó, thì chúng ta cần giải cái này thôi. Và chúng ta xong là tìm ra x, rồi chúng ta lấy x cộng 10 để tìm ra vận tốc ô tô thứ hai. Đó, rất là đơn giản, đúng không? Thì nếu mà nhiệm vụ các em mà em sẽ phải tự đổi một cái bài hệ phương trình sang một cái bài phương trình thì em thấy cái này có vẻ nhanh hơn đấy. Thì anh quan trọng là cái tiêu đề của bài hôm nay là anh muốn giải cách lập hệ, thế nên là anh giải cách lập hệ cho em thôi, chứ còn tư duy của các em muốn giải bằng lập hệ cũng được mà muốn giải cách lập phương trình cũng được thì đến đây em cũng phải nhân chéo thôi, cũng y như cái lập hệ vừa nãy,
nhưng chẳng qua chúng ta được bỏ đi một bước là bước thế. Ok. Rồi, chúng ta sẽ qua bài cuối cùng. Một bài mà không có một quy tắc gì cả. Một bài mà 90% là phải tư duy và không có một cái quy tắc lập bảng kẻ bảng nào hết. Ok. Đây là bài của tỉnh Quảng Ngãi năm ngoái. Phải gọi là cái tỉnh này chắc chắn là biết cái bọn học sinh này học kiểu rất là máy móc, chỉ biết kẻ bảng rồi cứ rào 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 ra công thức. Tôi biết hết rồi. Quan trọng là người thầy cô biết hết, quan trọng là có muốn đánh chết các em hay không thôi. Đúng không? Như cái đề này, các em thử đọc mà xem. Đấy. Quãng đường AB một quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4 km, một đoạn bằng phẳng dài 3 km và một đoạn xuống dốc dài 6 km. Đấy, đấy. Một người đi xe đạp từ A đến B rồi lại quay về A, nghĩa là đi lên dốc, đi ngang, đi xuống. Xong, đến B ở đó. Rồi lại đi lên, đi ngang, đi xuống, về lại. Thì hết tổng cộng 130 phút. Vậy là bài này chỉ có một người đi, nhưng mà sẽ có đi từ A đến B và đi từ B về A. Đó. Biết rằng vận tốc người đó đi trên con đường bằng phẳng là 12 km/h và vận tốc xuống dốc sẽ lớn hơn vận tốc lên dốc là 5 km/h. Tính vận tốc lúc lên dốc và lúc xuống dốc. Oh. Các em thấy chưa? Có nghĩa là cái đoạn đường của ông này đi nó có 3 loại vận tốc. Vận tốc thứ nhất là vận tốc lúc lên dốc. Vận tốc thứ hai là vận tốc lúc đi bằng phẳng. Và vận tốc thứ ba là lúc vận tốc đi xuống dốc. Đó. Thế nên là không thể nào các em lập bảng mà nhét cả cái 3 số vào được, đúng không? Cái bảng thì chỉ có lúc đi lúc về. Các em tưởng tượng cái bảng của em như này. VTS. Đó. Thì nó sẽ có lúc đi từ A đến B và lúc về là sẽ từ về từ B về A. Nhưng mà lúc đi là có 3 loại vận tốc, lúc về nó có 3 loại vận tốc khác nhau. Lập bảng kiểu gì? Thấy chưa? Đó, thầy cô biết hết mấy trò này rồi. Có muốn giết các em hay không thôi, chứ muốn giết thì giết kia vọt à. Đấy, đọc đề xong không biết làm. Không biết làm là bỏ câu này. Bỏ câu này là rớt tuyển sinh rồi. Căng không? Quá là căng luôn chứ. Rồi, chúng ta phải suy luận như thế nào? Bây giờ thì anh sẽ vẽ trước đoạn đường AB ở trên đây để cho nó dễ suy luận. Chứ để hình ở đây thì nhiều khi anh không có vẽ tiếp vô. Từ A này, lên B này. Đấy, đây là đoạn đường lên dốc này. Đây là đoạn đường bằng phẳng này. Ở đây là đoạn xuống dốc này. Đấy, vậy là em phải thấy là lúc đi. Lúc đi thì lên dốc. Lên dốc bao nhiêu? Lên dốc là 4. Lên dốc là 4 km. Rồi, đi ngang này nhau. Đi ngang là 3 km. 3 km. Ờ, thế mà đi ngang thì có vẻ dài hơn. Anh vẽ hơi sai xíu. Rồi xuống dốc dài 6 km. Rồi, lúc đầu đi lên 4, đi ngang 3, rồi đi xuống 6. Sau lúc về lại đi lên 6. Lúc về đi lên 6 nha. Nhưng mà đi ngang 3, rồi đi xuống 4. Đó. Nó ảo là ảo chỗ đấy đấy. Rồi, nó hỏi gì? Tính vận tốc lúc lên dốc và vận tốc lúc xuống dốc. Thì may quá cái đề nó cũng có chút lương tâm. Nó còn hỏi cái cần hỏi. Chứ nó mà hỏi linh tinh thì mình không biết đặt ẩn là cái gì là mệt nữa. Rồi nó hỏi gì mình đặt đấy nhá. Gọi vận tốc lúc lên dốc. Gọi vận tốc lúc lên dốc. Lúc lên dốc là x. Là x. Ở đây thì x phải là lớn không? Và nó sẽ là đơn vị là gì nhỉ? Km/h, đúng không? Km/h. Ok. Rồi, bây giờ thì nếu mà mình làm cái hệ phương trình thì lại phải thế, đúng không? Thế xong cái bài này mà thế là chết luôn. Thế nên em sẽ dùng cái não của em suy luận được ra luôn là vận tốc lúc xuống dốc luôn đi, đúng không? Vận tốc suy ra, vận tốc xuống dốc là nhiều. Vận tốc lúc xuống dốc
Vận tốc lúc xuống sẽ nhanh hơn vận tốc lúc lên là 5 km/h. Ừ, vận tốc lúc xuống sẽ lớn hơn vận tốc lúc lên là 5 km/h. Thì suy ra vận tốc lúc xuống sẽ là x cộng 5. Đó, đây là cái bước mà thay vì mình gọi vận tốc lúc lên là x, vận tốc lúc xuống là y, rồi y trừ x bằng 5 thì làm đấy thì sẽ phải thế, lại phải giải hệ phương trình khó khăn. Thì thôi, giờ mình làm như thế này đi. Đĩa giải hệ phương trình rất là đơn giản, cái phương trình thôi, giải phương trình thôi sẽ đơn giản hơn nhiều. Ok, được chưa? Rồi, giờ thì suy luận cực kỳ đơn giản thôi, không cần kẻ bảng. Bài này nó đã không cho kẻ bảng thì mình cũng chả cần phải kẻ bảng luôn. Nó hạn chế mình kẻ bảng thì mình khỏi cần kẻ bảng luôn. Mình đọc đề. Còn cái gì chưa dùng này? Tổng thời gian lúc đi và lúc về đúng không? Cái gì chưa dùng giữa lúc đi lúc về? Tổng thời gian lúc đi và lúc về. Vậy thì mình sẽ tính cái thời gian lúc đi. Rồi, thời gian lúc đi. Thời gian lúc đi. Thời gian lúc đi. Thời gian lúc đi này. Thời gian lúc đi là tính như nào nhỉ? Vận tốc lúc lên dốc là x, đúng không? Quãng đường là 4. Vậy thời gian là bao nhiêu? Lên dốc quãng đường dài 4 km. Vận tốc của nó là x. Vậy thời gian của nó sẽ là quãng đường chia vận tốc sẽ là 4 chia x. Ok, đơn giản. Đấy, 4 chia x, quãng đường chia vận tốc lên dốc là đi từ đây. Rồi tiếp tục, thời gian đi từ đây đến đây là nhiêu? Thời gian đi đoạn đường bằng phẳng. Thì may quá, nó cho luôn là vận tốc đi trên đoạn đường bằng phẳng là 12 km/h rồi. Thì em chỉ cần lấy quãng đường chia 12, đúng không? Cho V đi bằng phẳng là 12 rồi. Em lấy quãng đường chia thời gian cộng với 3 chia 12 là thời gian đi từ đây đến đây. Rồi lại tiếp tục, thời gian đi từ đây xuống dốc. Thời gian từ đây xuống dốc là quãng đường là 6 chia cho vận tốc xuống dốc là x cộng 5. Thì sẽ là 6 chia cho x cộng 5 chính là thời gian. Quãng đường chia vận tốc chính là thời gian xuống dốc. Rồi, đây chính là thời gian lúc đi. Còn thời gian lúc về tính như nào nhỉ? Thời gian lúc về. Lúc về. Thời gian lúc về tính sao? Tức lúc về lại đi từ B lên đây, đi ngược lại từ B lên chỗ này. Thì từ B đến chỗ này là lên dốc, đúng không? Lúc về đi thì lên dốc. Lên dốc 6 km. Lên dốc 6 km thì vận tốc lên dốc là x. Vận tốc lúc lên dốc là x, lấy quãng đường s chia vận tốc ra thời gian, nghĩa là 6 chia x. Rồi, đi tới đây rồi, lại đi quãng đường bằng phẳng, lại đi đường bằng phẳng thì thời gian nó sẽ là 3 chia 12. Tiếp tục là 3 chia 12. Rồi lại đi xuống dốc. Xuống dốc thì quãng đường là 4 và vận tốc xuống dốc là x cộng 5 thì sẽ là 4 phần x cộng 5. Xong. Nó cho là gì nhỉ? Nó cho là gì? Tổng thời gian lúc đi và tổng thời gian lúc về là 130 phút. 130 phút. Vậy em sẽ dễ dàng suy ra được tổng thời gian lúc đi là 4 phần x cộng 3 phần 12 cộng 6 phần x cộng 5. Rồi, thời gian lúc về là nguyên cục này đúng không? Cộng hết tất cả là 3 phần 12 cộng 4 phần x cộng 5. Đó, thời gian lúc đi cộng thời gian lúc về bằng 130 phút thì đổi ra thành giờ, đúng không? Mình đơn vị là km/h. Đơn vị km/h đổi ra giờ. Mình chia 60. Xong. Giải cái phương trình này thôi. Giảm gì khó hả? Dễ, đừng than khó, trời ơi. Tìm những cái nào cùng mẫu số này. Khi mà em cộng hai phân số thì em phải cùng mẫu số mới cộng được. Này, cùng mẫu số này, cùng mẫu số này. 6 cộng 4 là cộng tử số với nhau thành 10 nhá. 10 phần x cộng 5, mẫu số sẽ giữ nguyên. Đừng có cộng mẫu số là chết đấy. Rồi cái này cùng mẫu số này. Cái này cùng mẫu số này. Cộng với 10 phần x, cộng tử số với nhau, 4 cộng 6 là 10.
Cái này cùng mẫu số này, cái này cùng mẫu số này. 3 cộng 3 là 6/12. Cái này 130 chuyển vào đây trừ đi. Trừ 130. Thôi, cứ để bên đấy đi, 130/60. Đấy, cứ để bên này đi. Rồi, ok. Giờ giải cái này có đơn giản không? Dễ, lại dễ rồi. Đúng không? Đó, thì đây là toàn bộ quy trình của bài thi tuyển sinh 10. Và em thấy là nó khá là cái làm của nó khá là lạ, đúng không? Cái khai hay ở đây là mình phải biết là lúc lên dốc, lúc xuống dốc vận tốc nó khác nhau, và lúc đi, lúc về nó cũng khác nhau. Thế nên là nó sẽ bị khác nhau. Nói chung là cái phải suy luận, đúng không? Chứ không phải là kẻ bảng được. Kẻ bảng là dễ bị nhầm lẫn. Ok. Đó, thầy cô muốn giết em không thôi, chứ muốn giết để cho cái bài khó hơn là giết liền. Đây là vẫn còn dễ đấy. Chứ cho giữa đường ông này còn hư xe, quay lại, ông quay lại lấy tiền, trả hạn, rồi chết. Này vẫn còn dễ. Rồi, giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình này. Giải phương trình này thôi, anh sẽ bôi đi để giải nhá. Rồi đến đây em sẽ chuyển 6/12 qua đây đi, thành trừ 6/12, dương chuyển qua đây thành trừ nhé, trừ 6/12. Rồi 130/60 mà trừ 6/12 này nhiêu nhỉ? Bật máy luôn đi. 130/60 mà trừ đi 6/12, 5/3 đúng không? Là bằng 5/3. Rồi hai này thì anh sẽ quy đồng nhân chéo này, 10x đúng không? 10x. Rồi cái này sẽ thành 10 nhân với x cộng 5 đúng không? Cộng 10 nhân x cộng 5. Mẫu số chung sẽ là x cộng 5 nhân x. X cộng 5 nhân x. Rồi bên này sẽ bằng nhiêu? Bằng 5/3. Ok, đến đây là tiếp tục nhân chéo. Em sẽ nhân 10x vào đây và 10 với 5 vào đây sẽ là 10x cộng 10x. Rồi nhân tiếp 10 với 5 là 50. Sẽ bằng à, từ từ đã. Mẫu số nhân nữa. X nhân x là x bình này. 5 nhân x là 5x. Sẽ bằng 5/3. Rồi đến đây em nhân chéo vô. Nhân chéo này. Bồi tiếp. Thấy không? Khi mà chúng ta ra được một cái phương trình, giờ là lúc giải phương trình thì chúng ta cũng cần những kỹ năng của lớp 8, chứ không phải là dễ, không phải là dễ ăn đâu. 10x cộng 1x là 20x đi, cho thành 20x đi, đúng không? 2 này cộng nhau thành 20x, cho thành 20x. Đó, 40x đi. Rồi nhân này, 20x nhân 3 là thành 60x. 50 nhân 3 là thành 150. Bằng 5 nhân x bình là 5x bình. 5 nhân 5x là 25x. Rồi đến đây chuyển hết qua bên tay trái. 5x chuyển qua đây thành trừ 5x bình. 25 chuyển qua đây thành trừ 25x. Rồi cộng 60x cộng 150 bằng 0. Rồi đến đây chúng ta sẽ bấm máy. 153 đúng không? Số đầu tiên là trừ 5. Số thứ hai là trừ 25 cộng 60 nha. Trừ 25 cộng 60 ra nhiêu? Trừ 25 cộng 60 là 35. 35. Số thứ ba là 150. Cái này nhóm lại thành 35x này. 35x. Rồi đáp án ra là nhiêu nào? 10x bằng 10. X bằng nhiêu nữa? X bằng âm 3 thì mình sẽ loại. X bằng âm 3 là loại. X bằng 10 là số dương mình sẽ nhận. Khi x bằng 10 thì em sẽ biết là gì? Đầu tiên gọi là gì? Vận tốc lúc lên dốc là 10, đúng không? Và vận xuya vận tốc xuống dốc là nhiêu? Suy ra à, thôi dần kết luận luôn. Vận tốc lên dốc là 10 km/h. Và vận tốc xuống dốc
là 10 cộng với bao nhiêu? Cộng với 5 là 15 km/h, bằng 15 km/h. Đó, cứ như này là xong. Ok. Và đó là toàn bộ tất cả những cái dạng. Nói chung là cũng khá là đơn giản, nhưng mà đủ để em thi tuyển sinh rồi đấy. Thế là em hiểu là nếu là những bài này mà đủ cho em thi tuyển sinh thì những bài thi giữa kỳ hay những bài thi cuối kỳ nó lại đơn giản hơn rất nhiều, đúng không? Bài đầu tiên là bài ví dụ anh đi từ Hà Nội, à từ Sài Gòn lên Hà Nội rồi đi Hà Nội về, thì đó là bài dự định, đúng không? Dự định và thực tế phải lúc đi lúc về đấy. Bài những bài sau là những bài đi ngược chiều, rồi bài đi cùng chiều, cùng chiều là bài dễ nhất. Rồi còn bài cuối là cái bài một cái dạng của nó khá là lạ nên anh muốn cho các em làm thử. Ok, thì đấy, thì hy vọng sau cái video này các em xem đến đây thì anh đảm bảo luôn chúng ta thấy tự tin, cực kỳ tự tin luôn. Giờ thì còn sợ gì, bài vận tốc có đường thời gian nữa, đúng không? Bơi bố hết đây, chiến thôi. Để tuyển sinh các em còn làm được thì sợ gì với bài giữa kỳ 2 với kỳ 2.